thể được. Anh chỉ có thời gian thì em vẫn phải đi đến làm cả những buổi chiều. Anh ơi, đây là điểm số 21, để vào điểm 21 thì chúng em sẽ xuất phát, sẽ em hay thì điểm số 11. Để bây giờ đi vô là sẽ đèn nhỏ vô. Anh quay cái cú quái này hay lắm nè, coi nè. Thôi tôi quay cái cú quái này hay lắm nè. Bay cánh diều cầu đồng rào bên mẹ bao nhiêu vậy? Chính xác rồi đó, cầm chính xác rồi, quay lại. Đây quay lại.
cây một đó hả? Cây nguyên luôn á. Ừ, nguyên một cây nguyên luôn á, mới nổi. Cái tượng Phật là một cây đó, một cây gỗ luôn đó. Lỗ táo, cây táo á. Xin lần chúc Thích Ca Mâu Ni. Vị lai thế là Di Lặc Tôn Phật, thờ Phật Thích Ca Mâu Ni ạ. Đây, công trình này của nhà chùa được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép và sơn màu vân gỗ bên ngoài để xây dựng của từng kiến sĩ nhé. Hãy subscribe cho kênh này là của thiên nhiên tặng hả? Chỗ này là hơi bị đẹp nha. Đâu quá. Cảm thấy đây rất là thiên nhiên, rất là hùng vĩ và rất là xinh đẹp. Nơi có cánh đồng lúa xanh, nơi có những con đò nhỏ, nhẹ nhàng cánh bóng chiều hè. Đây, gia đình của tôi. Đây là đường đi lên cái giếng ngọc ở trên núi. Đây là cái giếng ở giữa cái lòng trên núi. Wow, rất là lớn.